Hello, xin chào cả nhà, cùng quay trở lại với kênh YouTube của em Lĩnh GBL Nam Định. Xin mời các bác cùng quay trở lại với một video hàng cập bến. Và ngày hôm nay trước mặt các bác đây đó là một đôi SR4722A vừa cập bến trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Đó, và mỗi một sản phẩm khi hàng cập bến về với đơn vị của em Lĩnh thì các bác biết rồi, bao giờ cũng vậy. Cái phần nội thất là cái phần cực kỳ quan trọng mà em Lĩnh luôn luôn hướng tới cho các bác khách hàng. Bởi vì sao? Bởi vì những đôi loa bãi, những quả súc bãi, những sản phẩm bãi thì cái phần nội thất là cái phần cực kỳ quan trọng và nó là quan trọng nhất các bác nhá. Đó. Và vài hôm trước thì một đôi xuất sắc em Lĩnh cũng tuyển chọn về thì đã lắp đặt một bộ ở trên chọn bộ ở trên nhà ánh đán tại Hà Nam các bác nhé. Đó, các bác xem kênh của em Lĩnh thì các bác biết rồi. Thì ngày hôm nay đây tiếp tục lại là một đôi cũng đẹp xuất sắc, vuông thành sát cạnh, mọi góc cạnh các bác nhé, đẹp lung linh luôn. Đó, và không để các bác chờ đợi lâu thì trước khi đi vào phần ngoại thất cũng như là phần test chất âm và em Lĩnh sẽ báo giá luôn, thì mời các bác đi vào phần nội thất trước tiên các bác nhé. Đó, và đây em Lĩnh đã tháo sẵn ở đây rồi. Ở đây là hai tấm y căng các bác nhé. Đó, tất cả báo cáo với các bác là em Lĩnh cam kết bao zin bao xịn tất tần tật luôn từ nước sơn. Đó. Đó, ok, đấy là hai tấm y căng và đây là hai quả bát 2206H các bác nhá. Đó, rất là đẹp và xuất sắc luôn. Đó, và trở kháng là 8 ohm Make in USA. Đây là một trong những cổ bát 30 đó, đời 4 số cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Và đây mã số seri màng. Đó, các bác có thể nhìn cái từ nó còn sáng choang. Đó, và bao giờ cũng vậy, những sản phẩm của em Lĩnh là luôn luôn cam kết là zin xịn 100% các bác nhé. Đó, các bác có thể nhìn thấy ở bên trong kìa. Đó, côn keo chỉ nhận là zin đét đen đẹp các bác nhá. Đó, nhận phẳng tít này. Đây là mã triện này. Đó, quá xuất sắc rồi. Và đây, đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, xuất sắc luôn. Ok, đây là quả thứ nhất. Tiếp theo quả thứ hai đây. Đó, những cái này là những cái bụi các bác này, những cái bụi nha các bác nhá. Tất cả rất là mới và đẹp luôn. Quả thứ hai, mã số xe đi màng đây. Đó, mã số xe đi màng đây. Và những khe từ còn sáng choang luôn các bác nhé. Và côn keo chỉ nhẹ này, các bác có thể nhìn này, đã phẳng tít luôn. Đó, đó, ok chưa. Ở đây là những cái các bác có thể nhìn thấy đây này, đây là những cái đường keo chảy đặc trưng của những người đời loa bass 4 số các bác nhé. Đó, đó, những quả 226HBL không vậy. Đó, nó sẽ có những cái màu keo màu sữa này. Đấy, xuất sắc rồi. Đấy, em quay rất là chi tiết và kỹ này cho các bạn này. Đó, đây. Và đây, rất đẹp luôn.
Ok, ở đấy là hai quả bát của anh nhá. À, tiếp theo là cái cực kỳ quan trọng, đó là cái mà các bác hay bị mất tiền nhất. Thì đây, đó, 2417H các bác nhá. Đấy, mã triển đây, ở Make in USA. Và đây là một chiếc côn tép zin các bác nhá. Đó. Đó. Từ sáng choang thôi. Đây là cái thứ hai. Đó. Không những zin mà còn phải rất là đẹp này. Các bác nhìn thấy này, sáng choang luôn này. Đó. Sáng choang luôn các bác nhá. Ok. Đấy là những cái gì quan trọng nhất. Quan trọng nhất của một đôi loa các bác nhé. Và tiếp theo thì đây, ở bên trong thùng vách thì rất là đẹp này các bác này. Đó, bông vàng óng luôn. Và cái gỗ này các bác nhìn này, rất là mới và đẹp luôn này. Từ những sợi dây, sợi rác này, thơm phức luôn các bác nhé. Ở đây là phân tần. Đó, phân tần đây các bác nhá. Ok, những thanh nẹp gỗ này, những thanh nẹp gỗ rất là mới luôn. Ở đây là quả thứ hai, những sợi dây, sợi rác đây, phân tần đây. Đó, xuất sắc các bạn nhá. Đôi loa rất là đẹp luôn, bông vàng óng luôn, cái nước gỗ nó rất là thơm luôn. Rất là mới các bác nhá, rất mới, rất thơm luôn. Mới từ những cái nẹp gỗ này luôn này. Ok, và sau đây thì ông Vĩnh sẽ lắp vào và quay toàn thể ngoại thất và test chất âm cũng như là báo giá cho bác về một đôi loa SR4722A này. Các bác nhá, chờ đợi em trong giây lát. Xin mời các bác cùng quay trở lại với phần ngoại thất và cũng như là em Lĩnh báo giá luôn. Và với đôi SR4722A này, em bán cho các bác giá là 30 triệu các bác nhé. 30 triệu, tình trạng là bao zin, bao xịn và còn bao đẹp, và đẹp xuất sắc luôn. Mời các bác cùng đeo tai nghe và thẩm âm cũng như là ngắm nghía tổng quan về phần ngoại thất của đôi loa SR4722A này các bác nhé. We'll be right back.
Ok các bạn nhé, đấy là toàn bộ về ngoại thất, nội thất cũng như là em Lĩnh đã báo giá một đôi loa Bát 30 đời 4 số, một đôi loa mà đáng để cho anh em chúng ta chơi và sưu tầm ở trong tầm giá là 30 triệu, một đôi loa tai voi chơi hay, bày đẹp, nghe nhạc hay, karaoke cũng rất là hay và ngọt ngào luôn các bác nhé. Đừng quên dành tặng cho em Lĩnh xin một like, một lượt đăng ký kênh Lĩnh GBL Nam Định. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nha.